25 cú dứt điểm cùng 74% thời lượng kiểm soát bóng. Đó là những áp lực Arsenal đã gây nên về phía khung thành của đối thủ Southampton. Nhưng bạn nghĩ rằng đối thủ của họ tội nghiệp ư? Không hoàn toàn. Người tội nghiệp có thể chính là các cầu thủ Arsenal. Khi cái gọi là chân mệnh thiên tử đang dần biến mất, phải chăng ngọn cờ trắng mới là thứ đang dần xuất hiện từ những khẩu trọng pháo của thành London? Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cương Plus. Được thi đấu sớm nhất vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal được dự đoán sẽ lấy lại được mạch chiến thắng và trước mắt là lấy lại được sự tự tin cho bản thân, sau đó tạo áp lực cho Manchester City vốn sẽ bận đá ở FA Cup vào cuối tuần này. Pháo thủ được đá trên sân nhà và chỉ tiếp một Southampton đang đứng đội sổ. Một cuộc chiến giữa hai đội đứng đầu của bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách thì quá xa nhau, cũng đủ để nói lên sự chênh lệch ngay khi nó còn chưa bắt đầu. Nhưng rõ ràng một lần nữa cần phải nhắc lại, bóng đá không phải cứ áp dụng công thức là giải quyết được vấn đề, không phải cứ mạnh hơn là giành chiến thắng. Vị trí của Arsenal và Southampton là rất khác nhau, nhưng cả hai đều đang cực kỳ khát điểm, nên thay vì có một chiến thắng dễ dàng, đội chủ sân Emirates đã có một trận đấu hút chết. Khi cổ động viên còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Aaron Ramsdale đã mắc sai lầm tai hại khi truyền thẳng vào chân của Carlos Alcaraz. Trước món quà của đối thủ, sao trẻ Argentina tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, đưa Southampton vươn lên dẫn trước ở giây thứ 27. Đây là bàn thắng nhanh thứ hai ở mùa giải năm nay, chỉ sau bàn thắng ở giây thứ 9 của Philip Billing bên phía Bournemouth. Đáng tiếc thay, đội phải nhận bàn thua ở cả hai pha lập công theo kịch bản quá nhanh quá nguy hiểm này chính là Arsenal. Người ta sẽ lại liên tưởng về bộ đôi De Gea và Maguire của Manchester United khi họ gặp Sevilla mới đây, cũng sai lầm tương tự như vậy. Rõ ràng Ramsdale đáng trách hơn là đáng thương trong pha bóng này, một đường truyền chủ quan và trái bóng đi thẳng vào chân đối thủ trước khi tới vị trí của bất cứ đồng đội nào. Một Arsenal đang cần điểm chắc chắn sẽ dâng cao đội hình, nhưng tuyến giữa của họ lại làm không tốt trong ngày Granit Xhaka vắng mặt, còn Thomas Partey đang mắc nhiều lỗi ở giai đoạn gần đây. Chính từ tình huống Partey mất bóng, Alcaraz tiếp tục ghi dấu ấn với đường chọc khe để theo Walcott thoát xuống, cú sút chéo góc làm tung lưới đội bóng cũ. Đã hai lần gần nhất đối đầu với đội bóng cũ trên sân Emirates, Walcott đều nổ súng. Phải nhận hai bàn thua, Arsenal mới bừng tỉnh. Họ bắt đầu dâng lên dồn ép đối phương một cách điên cuồng và có bàn rút ngắn tỷ số trong hiệp 1 do công của Martinelli. Southampton tái lập thế dẫn hai bàn với cú đánh đầu của Seletaka trong sự bất lực của hàng thủ Arsenal. Sự quật cường của các đội đua chủ hạng đã trở nên đặc sản không thể thiếu tại giải Ngoại hạng Anh và giọt xanh đang chứng minh điều đó. Không ít người, đặc biệt là các cổ động viên của Manchester City, đã nghĩ đến màn địa chấn tại Emirates. Tuy nhiên, Martin Odegaard tỏa sáng với pha cứa lòng chân trái sở trường, làm sống dậy niềm tin có điểm cho Arsenal. 2 phút sau, tận dụng Bazunu bắt bóng không dính từ cú sút của Reiss Nelson, Bukayo Saka đá bồi để quân bình tỷ số 3-3. Đây là lần đầu tiên có một đội thoát thua khi bị dẫn bàn đến phút 88 kể từ trận Newcastle United gặp Everton tận tháng 1 năm 2020. Southampton trở thành đội bét bảng đầu tiên ghi 3 bàn vào lưới đội đầu bảng trong lịch sử của Ngoại hạng Anh. Quãng thời gian bù giờ rất dài nhưng The Gunners tiếp tục đánh rơi 2 điểm một cách đầy đáng tiếc. Trận thứ 3 liên tiếp, họ để thành tích buồn này diễn ra. Sau 105 phút tính cả thời gian bù giờ, hàng loạt các cầu thủ áo đỏ đã đổ gục xuống sân một cách đầy tiếc nuối. Như thể họ đánh mất chiếc vô địch. Còn phía ngoài sân, huấn luyện viên Mikel Arteta thể hiện rõ sự buồn bã trên gương mặt khi ông hiểu đội bóng của ông đang đối diện nguy cơ quá cao, có thể mất ngôi đầu bảng. Khoảng cách với Manchester City được nới rộng thành 5 điểm, nhưng số trận Arsenal đá nhiều hơn cũng đã lên còn số 2. Nếu để nhìn ra điểm tích cực trong trận đấu này, rõ ràng đó là việc hàng công của Arsenal vẫn giữ được phong độ tốt trong một ngày hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Theo số liệu thống kê từ Optajoe, Saka, Martinelli trở thành bộ đôi U21 thứ hai tham gia trực tiếp vào hơn 20 bàn thắng của đội nhà ở một mùa giải Ngoại hạng Anh. Thành tích trước đó được thiết lập bởi cặp bài trùng Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo của mùa 2006-2007. Ngược lại, tuyến phòng ngự thể hiện bộ mặt khó thuyết phục. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội khách trong trận đấu này chỉ là 1,42, nhưng con số thực tế họ đạt được là 3 bàn thắng. Trên sân nhà cũng chỉ có chính Southampton đang đứng cuối bảng là đội giữ sạch lưới ít hơn Arsenal với chỉ một lần. Aaron Ramsdale vẫn nằm trong top những người gác đền trắng lưới nhiều nhất giải đấu 12 trận,
nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 trong số đó diễn ra tại Emirates. Sau trận đấu thất vọng, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng chỉ biết thừa nhận sự buồn bã của mình. Đây là một trận cầu cảm xúc và tôi thấy thất vọng khi đội nhà không thể giành 3 điểm. Sau màn trình diễn của hai đội trong trận đấu, tôi vẫn tin rằng Arsenal xứng đáng với một chiến thắng. Tôi muốn nói với các cầu thủ, với cổ động viên rằng nếu chúng ta có thể đánh bại Man City, mọi thứ sẽ vẫn ở trong tầm tay. Thật vậy, cơ hội vô địch của pháo thủ đương nhiên là vẫn còn, chỉ là nó không rõ ràng như trước nữa thôi. Nếu không tính màn đối đầu trực tiếp giữa Arsenal và Manchester City diễn ra ngay tuần sau, thầy trò Arteta còn 5 trận chưa đá, trong khi con số này của Man Xanh là 7. Nếu thắng cả 5 trận trên, pháo thủ thành London sẽ có 90 điểm, còn số điểm của đội chủ sân Etihad là 91. Khi đó, trận cầu 6 điểm giữa hai đội sẽ mang tính chất quyết định. Nói một cách dễ hình dung hơn, Arsenal vẫn còn quyền tự quyết và họ buộc phải thắng tất cả các trận đấu còn lại, bao gồm cả trận đấu với Manchester City. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì Pep Guardiola mới là đội đang nắm lợi thế. Mùa này họ đã thắng Arsenal 2 lần khi đụng độ trực tiếp. Chắc chắn họ sẽ đặt mục tiêu kết liễu pháo thủ ngay tại Etihad để sớm kết thúc cuộc đua và tập trung cho mặt trận Champions League. Nếu thắng, Manchester City được phép thua một trong số những trận còn lại mà vẫn vô địch. Còn nếu không giành chiến thắng, cơ hội để sửa sai cho The Citizen là vẫn còn khi đối thủ sau đó đều là những cái tên được đánh giá dễ chịu hơn. Trong khi đó, ngay sau nửa xanh thành Manchester, Arsenal đụng độ liên tiếp 3 đội thuộc dạng hàng nóng là Newcastle United, Chelsea và Brighton. Chelsea lúc này không có gì phải lo lắng, nhưng The Blues vẫn là một câu lạc bộ lớn nên chưa có gì chắc chắn Arsenal sẽ dễ dàng giành 3 điểm. Newcastle và Brighton khỏi cần phải nói về sự tiến bộ của họ trong mùa giải năm nay. Newcastle hiện đang đứng ở vị trí thứ 4 và đương nhiên muốn đứng ở đó đến hết mùa. Còn Brighton cũng có tham vọng tham dự Cúp châu Âu mùa tới với vị trí thứ 7. Đến những vòng cuối, Arsenal mới dễ thở hơn với hai đội nhóm dưới là Wolverhampton và Nottingham Forest. Tuy nhiên, nếu khi đó cả hai đội này chưa trụ hạng thì câu chuyện lại khác. Một kịch bản như chính trận Southampton hoàn toàn có thể lặp lại. Trận hòa trước The Saints rạng sáng nay tuy đáng tiếc nhưng cũng giúp Arsenal chính thức có được tấm vé dự Champions League mùa tới do khoảng cách với đội thứ 5 là Tottenham Hotspur đã là 22 điểm và gà trống chỉ còn 7 trận chưa đá. Trở lại giải đấu danh giá số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ, rõ ràng là tin vui trong nỗi buồn. Đã hơn nửa thập kỷ, đại diện Bắc London chưa thể được tận hưởng bầu không khí ấy. Ít nhất thì việc trở lại với giải đấu này đã là một thành công đối với thầy trò Mikel Arteta. Và cuối cùng vẫn phải cảm ơn Arsenal vì tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của họ và thứ bóng đá giàu cảm xúc mà họ đã tạo ra. Tất nhiên, cảm xúc sẽ trọn vẹn hơn nếu cùng với đó là những danh hiệu. Và đây là bài toán mà Mikel Arteta và các học trò sẽ phải giải trong phần còn lại của mùa giải, hoặc chí ít cũng là câu chuyện để họ sẽ hướng tới trong mùa giải năm sau. Quý vị nghĩ sao về màn trình diễn này và quý vị đánh giá thế nào về những phần trăm vô địch của Arsenal sau những trận hòa liên tiếp gần đây? Vui lòng để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Cảm ơn quý vị ủng hộ video ngày hôm nay và quý vị tiếp tục ủng hộ bằng những lượt like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký để ủng hộ kênh YouTube Bình Luận Viên tại Bình Cường Plus. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.